Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Rất lâu rồi thì mình mới bấm máy một video về soát son, bởi vì bộ son lần này nó cực kỳ đặc biệt mà mình không thể chờ lâu hơn nữa muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Đó chính là bộ son mới nhất nằm trong bộ sưu tập Color Pony Red Magic Collection. Điểm đặc biệt mà mình muốn nói tới đó là Color Pony là một thương hiệu son môi Việt Nam với phân khúc bình dân hướng tới các bạn trẻ Gen Z. Và điểm ấn tượng nhất đó chính là được lấy cảm hứng từ cộng đồng LGBT với thiết kế vô cùng nổi bật. Một sắc đỏ cá tính với tông màu chữ óng ánh vô cùng bắt mắt. Đầu cọ thiết kế vắt chéo khá là quen thuộc và dễ dùng, sợi lông cũng khá là mềm mịn nữa. Mặc dù là một sản phẩm với phân khúc bình dân nhưng mà thiết kế bao bì cho tới hình in thì phải công nhận là rất sắc nét. Tuy nhiên thì sẽ hoàn hảo hơn nếu như mà hãng lựa chọn chất liệu nhựa nó dày và nặng tay một chút. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành soát luôn 7 màu son nằm trong bộ sưu tập Color Pony Red Magic Collection để cho mọi người có thể tham khảo nha. Màu son đầu tiên là một màu cam đất rất là dễ dùng và sáng da, không một chami, là một tông son gạch nhưng mà không quá kén và làm xịn mến răng. Mà ngược lại thì màu son này mình nghĩ rằng ai đánh lên cũng rất là xinh. Đặc biệt đây là một màu son rất là hợp với tông da của người Việt mình, từ da trắng cho đến da ngăm thì đánh đều đẹp hết. Mùi hương của sản phẩm thì được mô tả là một mùi hương xoài, nhưng mà cá nhân mình thấy thì chưa thực sự dậy mùi lắm đâu. Bay nhanh sau khi đánh và không để lại cảm giác khó chịu. Chất son là một chất kem nhung lì nhưng rất mịn và nhẹ môi. Chất son thì cũng set khá nhanh nhưng mà tương đối dễ tán, không gây bóng hay là dính tạo cảm giác khó chịu nha. Hương Hoa Chun là một màu son với sắc nâu trầm nổi trội hơn một chút. Tuy nhiên khi đánh lòng môi hoặc là đánh nhạt thì mình không thấy rõ sự khác biệt quá nhiều với thỏi đầu tiên. Nhưng mà nếu như mọi người trồng nhiều lớp lên, màu son sẽ lên chuẩn và dày hơn. Cùng với đó thì độ che phủ cũng cao hơn và độ ẩm cũng tốt hơn nữa. Lúc này thì tông nâu cam trầm cá tính sẽ rất là phù hợp cho các bạn thích sự phá cách và một chút thu hút giống như các tỷ tỷ ở bên Douyin vậy đó. Không Ba Heron là một tông đỏ hồng khô. Màu son này sẽ phù hợp với các nàng thích sự nhẹ nhàng nhưng mà vừa sắc sảo. Riêng màu son này thì mình thấy là sẽ đẹp hơn nếu như mà đi kèm make up, không kén da và răng. Nhưng mà nếu như mọi người không trang điểm ấy thì sẽ có phần là là một tông cam nút đất, là một tông màu nút duy nhất trong bộ sưu tập son này với công dụng đa năng nhất. Màu son này có thể đánh một mình hoặc là kết hợp với bất cứ màu son nào trong 6 cây còn lại đều rất là xinh. Son bám trên môi từ 3 cho đến 4 tiếng là hoàn hảo nhất, sau đó thì nó sẽ phai dần và để lại lớp tin rất là nhẹ. Nên nếu như mọi người ăn uống thì nhớ để ý để dặm lại son nha. Đến đây thì mình đã có cảm nhận rõ hơn về chất son rồi. Son lên màu chuẩn nhưng mà lớp màu nó rất là mỏng nhẹ, tạo hiệu ứng 3D rất tự nhiên. Độ che phủ cũng vừa phải, nhưng mà với các bạn có đôi môi khô này phải ra chết nhiều thì cũng nên tẩy da chết và dưỡng môi trước khi dùng nha.
Hôm sáu, Soan thì là một tông đỏ đất khá là thú vị, là một sự pha trộn giữa cam nâu, đỏ trầm và đỏ nâu khá là hài hòa, mang lại một cái màu son rất là quyền lực và thu hút. Cuối cùng 07 Middle thì là một sắc đỏ gạch khá là trendy, không kén da hay kén men răng. Tùy sắc tố môi mà độ trầm ấm của màu son nó cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên thì nhìn chung đây cũng là một màu son rất là hợp mắt và hợp da của người Việt mình. Tổng kết lại thì bộ son này ngoại trừ chất liệu nhựa hơi nhẹ tay và mùi hương không mấy ấn tượng thì đổi lại có khá là nhiều ưu điểm, từ giá cả rất là bình dân này, tông màu rất là trendy, chất son tương đối mềm mịn, nhẹ môi và thiết kế với thông điệp khá là thú vị. Quan trọng đây là bộ sưu tập son đầu tiên của một brand mỹ phẩm nội địa Việt, nhưng mà mình thấy rằng nó cũng khá là thành công và rất đáng để mọi người ủng hộ. Và với mong muốn là mọi người cũng có thể trải nghiệm bộ son này thì mình sẽ dành tặng một số phần quà giveaway dành cho các bạn subscriber may mắn nhất. Mọi người nhớ đọc thể lệ tham gia phần mô tả và đừng quên link sản phẩm mình cũng sẽ gắn ở phần mô tả để mọi người có thể tham khảo nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye!